Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Nay em làm cái video này, em sẽ luận cho anh chồng là Can Kỷ mà cưới vợ cho chị là tuổi Tý và tuổi Sửu ha. Đây thì anh chồng Can Kỷ lấy vợ tuổi Tý và tuổi Sửu nè. Thì tỷ như trăm năm, lá gặp mùa xuân, được tốt tươi, vợ chồng tuy buổi đầu sum họp nhưng sau phải chịu xa cách, hoặc người chồng phải bỏ xứ, hoặc phải theo ở bên quê vợ mới làm ăn khá được. Sanh đủ trai gái nhưng đứa con đầu khó nuôi. Người vợ sanh 3 lần thì bị hư thai và thác. Thì hai vợ chồng lưu ý giùm em ở cái điểm này, khi người vợ mang thai lần thứ 3 thì nhớ là cẩn thận ha, bởi vì cái tuổi của mình là nó sẽ khiến lên những cái điều không may, không mong muốn. Và đứa con đầu lòng thì khó nuôi, và vợ sanh lần thứ 3 nên cẩn thận giùm em. Và có một câu luận thêm nữa rằng hai vợ chồng là phải tu tâm dưỡng tính thì mới yên nè, bằng không người vợ sẽ bị sản nạn mà chết trước. Đó là khi người vợ mang thai là rất là nguy hiểm, bắt buộc hai vợ chồng này phải tu tâm dưỡng tính thì mới yên. Và có câu thơ cho hai vợ chồng: năm canh lệ sầu rơi nước mắt, tuổi trẻ chung mất vợ khó khuây, nỗi đau đớn riêng đây tha thiết, khóc òa lên cho thấu trời xanh. Trời làm chi trời, hỡi trời ơi, nỡ đem sanh tử não người thế gian. Thì mình nên tu tâm dưỡng tánh để mình tránh đi cái họa này, còn nếu không thì cũng nguy hiểm, bởi vì khi anh chồng rất trẻ mà đã mất vợ thì rất khó cho anh, tội nghiệp cho anh. Và đêm năm canh rồi mà lệ sầu vẫn rơi, rơi và khóc òa lên cho thấu trời xanh, ai thấu nỗi đau này. Thì hai vợ chồng cố gắng là quan tâm giùm em cái điểm này, nhớ tu tâm dưỡng tính để khi người vợ mang thai sẽ mẹ tròn con vuông ha, để tránh đi những cái không mong muốn xảy ra. Và tiếp theo là anh chồng Can Kỷ mà lấy vợ tuổi Dần và tuổi Mẹo. Thì hai tuổi này chỉ ăn ở tạm với nhau một thời gian mà thôi, sau này lưu lạc sẽ gặp được người vợ khác, mới có sanh con cái nhưng chỉ còn một người con trai mà thôi. Nếu người con trai này theo khoa võ thì nên, bằng theo khoa văn thì danh bất thành. Hai vợ chồng này lưu ý giùm em, sau này có con trai phải hướng con theo khoa võ nha, thì mới nên. Nếu con theo khoa văn là danh bất thành, là không được, con nó không hợp theo cái khoa văn, mà con trai nó của hai vợ chồng nó sẽ hợp theo cái khoa võ. Và nhớ giùm em cái điểm này để cho sau này con nó thành danh ha. Thì vợ chồng ban đầu thì ở tại một thời gian thôi, bởi vì đó cũng là định mệnh, và sau này anh chồng sẽ gặp người vợ khác thì mới sanh có con có cái, và chỉ duy nhất một người con trai. Và em có một cái luận này nữa, một câu thơ luận của cái tuổi này đây: chỉ ăn ở cùng nhau một khoảng thời gian rồi phân ly, sau rồi sẽ có vợ khác mới có con cái, tuổi già chỉ có người con trai mà thôi. Và đây là bài thơ của đôi vợ chồng: duyên kỳ ngộ, tơ tình muôn kiếp, đời trăm năm được mấy vui vầy. Đêm khuya trăng giải dọi sân, bóng trăng soi biết dạ sầu phân ly. Dưới trăng giọt lệ canh dài, dở dang duyên nợ ngậm ngùi chia ly. Yêu thương nhau nhưng phải chia ly, bởi vì đó là định mệnh. Thì mất cái mối tơ thì qua cái mối chỉ, cho nên cũng không sao, cuối cùng cũng thành vợ thành chồng, rồi có được một người con trai, cho nên là không sao nha. Nhưng mà nên nhớ giùm em là cái người con trai này phải theo võ không theo văn nha. Hai vợ chồng lưu ý giùm em cái điểm này, tất cả là định mệnh nha quý vị. Và em sẽ luận theo cái anh Can Kỷ nè, lấy vợ tuổi Thìn nè và tuổi Tỵ nè. Thì hai vợ chồng này, Can Kỷ là chồng nè, kết hôn với vợ tuổi Thìn hay tuổi Tỵ nè. Số người đàn ông phải có hai vợ, thế cho cái số người ta,
số người đàn ông phải có hai vợ. Tuy vậy, sau này cũng trở về với người vợ lớn. Người vợ sau này cũng sanh đủ trai gái. Chồng vợ được sống lâu nhưng cây tòng bé và đồng hưởng giàu sang phú quý. Thì cái số anh này hai vợ thôi chứ ảnh không có ghét bỏ ai hết. Nhưng người vợ sau sau này cũng sanh trai sanh gái đầy đủ và vợ chồng sống lâu và đồng hưởng tuổi giàu sang phú quý. Nhưng sau này anh cũng trở về với vợ lớn nha, không bỏ ai hết nha. Anh này anh cái số anh hai vợ nha. Rồi em sẽ luận tiếp cho mọi người nghe tiếp cái tuổi này. Đây, hai cái tuổi này nè là chồng kỹ nè, cưới vợ tí. Đây, chồng kỹ mà cưới vợ thìn và tỵ nè. Đây thì số người đàn ông này phải có vợ lẽ nè. Tuy vậy mà người đàn ông sẽ trở về bên vợ lớn nè. Vợ tái hợp sanh đủ con trai và con gái. Vợ chồng chung sống đến già, làm ăn thịnh vượng. Câu thơ cho hai vợ chồng nha. Giờ lặng lẽ âm thầm qua ngày tháng, chặn niềm xưa hối tiếc mộng yêu đương. Ánh thời gian đi mãi không ngừng, ngày phiêu lãng tình xưa còn ghi gắn. Xóa bỏ hết những ngày tuyệt vọng, đời đôi ta còn chứa đọng lòng thương. Cây gia cũ bến đò xưa á, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt rồi cuối cùng cũng quay về với vợ. Rồi sau đó vợ chồng tái hợp nhau rồi sinh con trai con gái đầy đủ nha. Và sẽ chung sống đến già và làm ăn thịnh vượng. Rồi, chúc mừng hai bạn. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau này cũng còn hưởng được cái giàu sang phú quý nè. Và em sẽ luận theo tiếp cho anh chồng tuổi can kỷ nè. Có vợ là tuổi ngọ nha. Anh chồng can kỷ kết hôn với chị vợ là tuổi ngọ nè. Thì hai tuổi này kết hôn với nhau ví như ngựa chạy ở đất Giang Thành. Nhật nguyệt như nhật nguyệt đương sáng, nghĩa là công được thành danh được tội, nhưng phải đi lập nghiệp ở nơi xa thì mới được. Số người chồng phải có hai đời vợ. Sao anh chồng này không có hai vợ ta? Vợ trước phải gặp nhau do sự bất ngờ chứ không phải là do tiền định. Người vợ sau này mới chính thức và sanh được con quý, công danh sự nghiệp hơn trước nhiều. Bởi vì cái số rồi, cái anh can kỷ nè mà kết hôn với chị vợ tuổi ngọ nè, bởi vì cái số anh can kỷ này có hai đời vợ cho nên nó sẽ xui khiến anh ta sẽ gặp một người vợ sau nhưng phải đi xa mới lạc nghiệp mới thành nha. Vợ trước gặp nhau là do bất ngờ chứ không phải là do duyên tiền định nè, không phải do duyên tiền định, do nợ gì đó trả hết nợ rồi đi nha. Vợ sau này mới chính thức nè và sanh được con quý nè. Người vợ sau sẽ sanh được con quý cho anh và công danh sự nghiệp sẽ hơn trước rất nhiều. Đây thì anh chồng chữ ký cưới vợ tuổi ngọ nè. Vợ chồng ăn ở nè, tâm đầu ý hiệp nè, thỏa chi ước eo nè. Nhưng vì hoàn cảnh mà người chồng phải có vợ thứ, vợ sau ăn ở cũng hòa thuận và có thêm con nên danh phận nè. Câu thơ nè. Vườn hoa xuân chỗ như mơ, xui chi gặp gỡ bạn đời chi âm. Cùng nhau thông cảm mến thương, cho hoa thêm thắm, cho tình thêm hương. Thân ngà ẩn bóng trăng trong, thước tha vóc liễu dịu dàng hình mai. Trăm năm duyên phận hài hòa, các đàn núp bóng tùng quân trọn đời. Đây là số trời đã định nha vậy. Đây là số trời đã định nè. Thì nó đã định rồi, thì anh định anh này là hai vợ rồi. Vợ trước là chỉ có gặp nhau để trả cái nợ vay thôi. Hết rồi thì anh ta mới gặp được cái duyên của mình. Thì sau đó là mới có con có cái nha. Có con có cái với người vợ sau. Và sẽ chọn đời bên nhau. Em sẽ luận tiếp cho anh chồng tuổi can kỷ cưới vợ chị tuổi mùi.
và tuổi Thân. Thì anh chồng Can Kỷ này kết hôn với chị vợ tuổi Mùi và tuổi Thân. Chồng Can Kỷ mà vợ tuổi Mùi hoặc tuổi Thân thì rất tốt nè. Chúc mừng nha, chưa gì thấy thấy rất tốt là thấy vui rồi. Tuy thấy sang đó rồi hèn đó, nhưng rốt cuộc chồng sẽ được sống lâu, được phú quý vinh hiển hơn cả cha mẹ khi trước. Chúc mừng anh, sau này anh sẽ được con hơn cha là nhà có phước nha. Đó, nhờ phước đức ông bà mà con hơn cha là nhà có phước, sau này là anh sẽ được hơn cha mẹ khi trước luôn nè. Đó, chúc mừng anh được phú quý là viễn hình hiển vinh nè. Đó, hai vợ chồng rất tốt. Và em sẽ đọc câu thơ này cho hai vợ chồng nghe. Hai vợ chồng nè, chữ Kỷ nè, có vợ tuổi Mùi và tuổi Thân nè. Nè thì rất tốt nè, làm ăn nè cũng có khi thịnh nè, khi suy nè, nhưng chung rồi vợ chồng được sống lâu sang giàu. Chúc mừng hai bạn, con cái đông đủ nè, hảo có người nè, làm quan nè. Đó thì trong cái hai vợ chồng này có những cái đứa con sẽ có người con là họ phát quan nha, họ sẽ làm quan, nói chung là có chức có quyền. Về câu thơ cho hai vợ chồng đây: một cánh hoa mai một mối tình, giữ lòng chín chắn khóa xuân tiêu, phấn hương những phút cùng chung hưởng, một mảnh tình chung kết giải đồng, trăm năm danh tiếng lẫy lừng, hưởng mùi chung đinh một đời phong lưu. Là gọi là tình yêu tha thiết nha, hai vợ chồng này có tình yêu tha thiết. Chúc mừng hai bạn, sau này là con hơn cha là nhà có phước nè, sau này cái đời con của hai vợ chồng là có làm quan nha, nè sẽ có người phát quan nè. Ừ, có người phát quan, con cái thì đông đủ, hai vợ chồng thì ấm no hạnh phúc sang giàu. Chúc mừng hai bạn, anh Can Kỷ có vợ Mùi hoặc Thân là rất tốt nha. Và anh Can Kỷ nè cưới vợ chị Dậu nè. Okay. Chồng Can Kỷ kết hôn với tuổi Dậu là thủy hỏa là xung khắc nè, vợ chồng là ly biệt nè, tuy ăn ở với nhau có con cái nhưng chung cuộc phải chịu gãy gánh giữa đường nè, dẫu có gắng gượng thế nào chung quy cũng phải biệt ly. Hai tuổi này là xung khắc nha, cho nên là cố gắng tìm hiểu nhau hơn để tránh những cái biệt ly khó mong muốn. Không mong muốn anh Can Kỷ mà lỡ kết hôn với chị Dậu nè, là tìm hiểu thêm về vấn đề để hóa giải cái tuổi vợ chồng là xung khắc nha, để tránh cái cảnh biệt ly. Thì đây em đọc lại là thủy với hỏa thì xung khắc, tất nhiên là nước với lửa là phải khắc rồi. Anh này là Can Kỷ mà lấy vợ chị Dậu nè, thủy hỏa xung khắc, vợ chồng biệt ly, tuy ăn ở với nhau có con cái nhưng chung cuộc cũng phải chịu gãy gánh giữa đường, dẫu có gắng gượng thế nào quy chung cũng phải biệt ly. Đây thì em luận thêm cái câu thơ này cho hai vợ chồng: nửa chừng rồi vợ chồng cũng phải biệt ly, và cung mạng xung khắc, phải tu tâm dưỡng tánh mới yên tuổi già. Ngẩng đêm mưa nhẹ gió lay, lá rơi gió thổi xạc xào tâm tư, cô thân vơ vẩn hồn mơ, nhớ thương thương nhớ não nùng cô đơn, buồn dâng tràn ngập tim côi, lòng riêng riêng nặng nhớ ngày hân hoan. Thuở yêu đương đá vàng hứa hẹn, nào một tấm hình một dạ sắc son, ngày nay bình vỡ gương tan, hỏi ai lỗi đạo can thường nhớ chăng. Đây, nắng lên cho héo lá lan nè, là coi như là không hợp nè, không hợp cho nên nó sẽ xui khiến vợ chồng sẽ biệt ly đó, cho nên là phải tu tâm dưỡng tính thì mới yên tuổi già. Cố gắng lên hai vợ chồng, anh chồng chữ Kỷ và có vợ tuổi Dậu ha. Thì cái video tiếp theo em sẽ nói về anh chồng còn tuổi Kỷ và tuổi Tuất nữa, tuổi Kỷ và tuổi Hợi. Các bạn có quan tâm thì xem tiếp cái video sau của em nha. Và tiếp theo là anh chồng Can Canh lấy vợ tuổi Tý nè, anh chồng Can Canh lấy vợ tuổi Sửu và Thân nè, Dần nè, sẽ còn rất nhiều tuổi nha quý vị và các bạn. Quý vị các bạn có
có quan tâm những video này của em thì em sẽ làm tiếp cho quý vị, và quý vị đừng quên đăng ký like, đăng ký cho em và nhấn like cho em nha, cho em thêm động lực để em có động lực em làm video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.